Câu: Cò trắng cha bắt đầu giết con mình từ khi nào? Có phải buổi chiều rực nắng hôm ấy? Khi đó, nó nhẹ nhàng mổ lên người con, chơi đùa vui vẻ với chúng. Đột nhiên, nó phát hiện có một con không chịu động đậy. Nó lập tức nhấc cò con lên, nhưng không giữ chặt được. Cò con vùng vẫy rơi xuống tổ. Nó lại cắp con lên, lần này rõ ràng dùng sức hơn, thậm chí còn dang rộng cánh ra để trợ lực. Cò con lại trốn thoát, nhưng sự vùng vẫy của nó chẳng hề khơi dậy được lòng trắc ẩn của cò cha. Một lần không được thì làm lần hai, nó nhấc bổng cò con lên cao rồi đặt lên cành cây khẳng khiu ở rìa tổ, để mặc cò con rơi xuống một cách tàn nhẫn. Tại sao cò trắng lại có hành động như vậy? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.